Hiện nay ngày 2 tháng 5, không khí lạnh có cường độ ổn định, lúc 13 giờ chiều nay ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5 giật cấp 8, ở Lý Sơn có gió mạnh cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu nên ở Vịnh Bắc Bộ đêm nay ngày 2 tháng 5 có gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận, trong đêm nay và ngày mai, ngày 3 tháng 5, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận có sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vịnh Bắc Bộ có sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét. Vùng biển Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, trong 24 giờ tới có mưa rào rải rác và có nơi có dòng, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m. Vùng ven biển có gió cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7. Chú ý trong mưa dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.